Xin chào bạn, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cái cách để bạn có thể tạo nên một cái hệ thống giúp bạn hút những khách hàng và những cái người quan tâm về một cái lĩnh vực chủ đề nào đấy vào trong cái hệ thống của bạn. Có một cái câu nói đó là money in the list, tức là tiền nằm ở trong cái danh sách. Thì bạn càng sở hữu những cái danh sách khách hàng và người quan tâm về một cái lĩnh vực nào đấy thì bạn có khả năng tạo nên những cái nguồn thu nhập hết sức là tuyệt vời. Thì đầu tiên là bạn sẽ vào cái mục đó là Growth Tool. Sau đấy chọn vào New Growth Tool để tạo nên một cái Growth Tool mới. Và có thể đặt ở đây đó là, tôi đặt một cái tên cho dễ nhớ chẳng hạn, GT01 chẳng hạn. Sau đó thì chọn vào cái dạng của Widget, đó là cái dạng hiển thị, ví dụ là chọn dạng 3 thì nó sẽ hiển thị là cái thanh nó trượt từ trên xuống, hay là chọn dạng Slide In thì là trượt từ bên phải sang, hoặc là dạng Page Takeover, đó, nó hiển thị lên như thế này, hoặc một cái dạng khác đó là dạng Model. Rồi, nó sẽ tối ở cái vùng xung quanh. Và cái hiển thị dạng Widget đó là dạng Button, dạng nút, nó chỉ bé như này thôi. Hoặc là dạng Box là một cái hộp lớn thì chúng ta nên sử dụng là dạng Box. Và tùy theo cái mục đích sử dụng cũng như là truyền tải thông tin của mình thì bạn cứ lựa chọn những cái cho nó phù hợp. Ví dụ như ở đây tôi sẽ chọn là dạng Model và dạng hộp. Và đây cái Button Type đó là cái dạng của nút, đó là Send to Message, thì sẽ khi mà người ta đăng ký vào hệ thống của bạn thì sẽ đồng thời gửi tin nhắn cho người đó luôn. Hoặc là Widget Box, đó là hiển thị lên một cái nút này, người ta có thể bỏ tích đi thì người sẽ không nhận được tin nhắn. Thì chúng ta sẽ nên sử dụng đó là dạng Send to Message. Và mục màu sắc này, đó là màu trắng, cái nền background này, đó là cái nền trắng này, thì chúng ta có thể chọn vào đây và chọn màu cho nó. Và tương tự như vậy đối với headline là cái tiêu đề này, và cái description đó là cái phần mô tả, và chúng ta có thể lựa chọn màu sắc cho nó. Và sau đấy thì ở cái phần này chúng ta có thể chỉnh sửa những cái tiêu đề, đó là những cái thông tin headline, ví dụ như là tặng một cái sản phẩm gì đó, hay là tặng một cái cuốn ebook nào đấy cho người xem, và một cái phần mô tả call to action, kêu gọi người ta hành động để người ta bấm một cái nút send to message này. Và cái màu của nút này thì chúng ta có thể lựa chọn đó là màu xanh hoặc màu trắng. Thì thông thường thì sẽ chọn màu xanh thì nó sẽ hiển thị bắt mắt hơn. Và cái dạng, cái size của nút, cái kích cỡ của nút đó là nhỏ, vừa hay là lớn. Đó, bạn có thể lựa chọn đây. Và tải lên một cái hình ảnh chẳng hạn. Tôi tải lên một cái hình ảnh từ máy tính. Thì cái hình ảnh này có thể hiển thị ở phần đầu của headline, hay là trước của cái phần mô tả, hay là phần cuối của phần mô tả. Đó, thì cái vị trí hiển thị chúng ta có thể lựa chọn rất là linh động. Và cái một cái mục nữa đó là Show Widget to the same user again after, tức là hiển thị cái widget này đến với cùng cái người dùng sau đó. Thì chúng ta có thể đặt là 3 ngày, hoặc là đặt là không bao giờ, hoặc là always, tức là luôn luôn hiển thị với người đó đến khi mà người ta đăng nhập vào trong hệ thống của chúng ta thì thôi. Và một cái mục nữa đó là If manual close by a user show after, tức là nếu như là người dùng người ta đóng cái cửa sổ này bằng tay thì sẽ hiển thị lại sau đó, thì có thể lựa chọn là không bao giờ, hoặc là cũng tương tự như vậy always, và luôn luôn sẽ hiển thị lại sau đó, hoặc là hiển thị sau bao nhiêu giờ hoặc bao nhiêu ngày. Ví dụ như ở đây tôi lựa chọn là always chẳng hạn. Rồi, và chọn vào nút tiếp theo đó là Next để chúng ta có thể tùy chọn những thông tin tiếp theo. Sau khi người dùng người ta đăng ký vào trong hệ thống của chúng ta thì đây là cái màn cái hình gọi là thank you page, đó là một cái lời cảm ơn chẳng hạn. Thì có thể là chúng ta sẽ lựa chọn đó là show new message, đó là hiển thị một cái tin nhắn cảm ơn. Và cái nút view it in message là sẽ bấm chuyển qua cái mục tin nhắn của họ. Và cũng tương tự cấu hình như vậy, đó là cái màu này, và cái màu chữ cho headline, màu của cái background, cái hình, cái nền ấy. Hoặc có một cái lựa chọn ở đây đó là redirect to URL, tức là nó sẽ chuyển sang một cái địa chỉ mà chúng ta muốn chỉ tới.
thì chúng ta có thể paste cái đường link nó vào đây. Thì ngay khi người ta đăng ký vào thì sẽ chuyển sang cái trang website mà chúng ta muốn điều hướng người dùng người ta hướng tới. Và chọn cái mục này thì có thể là mở cái trang web đó ở một cái view tag, là một cái thẻ mới, hoặc là mở luôn với cái thẻ đó luôn. Nên là sử dụng đó là Open in view tag. Rồi, thì ví dụ là chọn vào Show a new message thì chúng ta sẽ tùy biến cái thông tin này. Rồi, có thể là tải lên, vân vân. Sau đấy thì chọn vào Next để tiếp tục. Đó là một cái tin nhắn mà sau khi người ta opt-in đăng ký vào thì chúng ta có thể sửa đổi vào đây. Đó là một cái câu ví dụ dịch ở đây là: chào mừng bạn, cảm ơn bạn đã đăng ký. Và trong cái post gần đây tiếp theo thì hãy bật nó lên, stay turn. Và có một cái thông tin đây là: nếu như bạn không muốn nhận cái thông tin từ tôi nữa thì hãy nhắn lại stop. Thì ở đây là khi mà người dùng người ta nhắn lại stop thì người ta sẽ ngừng nhận những cái thông báo của chúng ta. Rồi, và tiếp theo đó là chọn vào Add Subscribe to Sequence, tức là chúng ta sẽ lựa chọn cái Grow Tool này, nó sẽ chạy cho cái sequence nào, cái sequence mà chúng ta đã tạo lên ở cái video lần trước thì chúng ta sẽ lựa chọn ở đây, ví dụ như là chạy với cái sequence là chăm sóc khách hàng này chẳng hạn. Rồi sau đấy thì chúng ta có thể lựa chọn đó là chọn vào Next. Và ở đây thì có một cái lựa chọn cho chúng ta, đó là chọn vào cái nút Instant JavaScript Speednet. Chúng ta sẽ lấy một cái mã code và chúng ta nhúng vào trong cái website của chúng ta. Và có một cái lựa chọn ở đây nữa là Fix on Mobile Device, tức là giấu cái bitget này đối với cái thiết bị mobile. Thì thường là chúng ta sẽ để tắt nó đi để mà hiển thị cả trên khi mà người dùng người ta vào bằng máy tính, vào bằng điện thoại đều có thể nhận được. Thì chọn một cái nút Instant JavaScript này thì nó sẽ hiển thị lên, và bạn chọn vào ManyChat.js này. Đây là cái mã code này, bạn sẽ copy cái đoạn code này đó. Thì bạn sẽ copy cái mã code này và nhúng vào trong cái website của bạn. Thì như vậy là nó sẽ hiển thị lên cái pop-up ở trên cái website của bạn. Và trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cái cách để bạn có thể nhúng cái mã này, nhúng cái mã JavaScript này lên trên cái website của bạn. Sau khi lấy được xong cái mã JavaScript đó thì bạn cần phải lưu lại, để có thể lưu lại toàn bộ những cái thông tin mà chúng ta vừa lấy khởi tạo xong, và chọn vào cái nút đó là Active này để có thể kích hoạt cái hệ thống này của chúng ta để nó chạy. Và quay trở lại, ấn quay trở lại đây thì bạn có thể thấy rằng đây là tôi đã báo là đã sẵn sàng để cho chúng ta có thể chạy được cái hệ thống này. Và đối với những cái Grow Tool khác nhau thì bạn có thể lựa chọn một cách là chọn vào bánh xe này và lựa chọn là Unpublic để tắt nó đi, hoặc là bạn có thể lựa chọn là xóa những cái mà chúng ta không sử dụng nữa. Ở trong cái video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cái cách để bạn có thể nhúng cái mã JavaScript Speednet lên cái website của bạn để có thể hiển thị cái widget đến với người sử dụng. Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại.